Hello, chào tất cả mọi người, chào đại gia đình nha cả nhà. Hôm nay Nhung quay cái video clip này cho cả nhà coi cho vui ha. Mỗi buổi sáng ở Mỹ là như thế nào? Cuộc sống ở Mỹ mỗi ngày buổi sáng là phải như thế nào? Thì ở đây Nhung sẽ quay cho mọi người coi cho vui. Ở trong nhà của Nhung là mỗi buổi sáng Nhung thức dậy, đó là xe Nhung đậu ở ngoài đó cả nhà, chuẩn bị Nhung ra Nhung đề xe ha. Mỗi buổi sáng Nhung thức dậy, Nhung sửa soạn đi làm là đồ ăn của Nhung sẽ chuẩn bị. Hôm nay là thứ bảy cho nên Nhung không có đi làm, Nhung đơn giản lắm. Thứ bảy tại vì thường thường cuối tuần á, xong có khi nó hơi bận cho nên có khi nó hơi vắng, nhưng mà lúc nào thứ bảy Nhung cũng dở đồ ăn ít lắm cả nhà, giống như là ăn cái gì cho lẹ lẹ cho nó đơn giản lên nha cả nhà. Ở đây Nhung có đồ ăn chơi nè cả nhà, thấy không? Bánh tráng tơ con ruốc của Việt Nam đem qua cả nhà, ăn chơi là ăn vặt á cả nhà. Buồn buồn rồi không có khách mình lấy ra mình ăn chơi, với lại trái cây nè cả nhà. Đó, đây là cái rổ màu trắng của Nhung dở đi làm nè cả nhà. Đây cái rổ này Nhung dở đi làm. Ở đây Nhung có mực trộn kiểu Thái đó cả nhà. Hôm qua Nhung có làm video clip á, Nhung xớt ra hai hũ để dành cho dở đi làm ha. Đó, ở đây Nhung có hai hũ nha cả nhà. Đó, hôm nay đồ ăn của Nhung như đây thôi. Còn mì gói mì gói với trứng gà cả nhà, thấy không? Mì hảo hảo đó. Thì Nhung thích ăn mì hảo hảo này là lâu năm rồi, mấy chục năm cũng thích ăn cái mì này. Còn con Nhung á thì thích ăn ba cái mì của Korea đó, cái này thấy không? Đó, Nhung chỉ ăn đơn giản vậy thôi cho ngày thứ bảy đó. Còn thứ hai, thứ ba, thứ tư thì mấy cái ngày thường thì Nhung đem cơm đem đồ, cuối tuần thì Nhung mua cái gì hoặc là có cái gì nhà có cái gì đem đồ ăn vặt theo chơi cái nhà. Rồi ở đây Nhung có bắp khô đây để buồn buồn ngồi nhai cho đỡ buồn. Bây giờ Nhung đi ra xe nha cả nhà, Nhung đề xe cho nóng xong rồi Nhung quay trở vô Nhung quay cho cả nhà coi. Bây giờ Nhung bưng cái giỏ này ra nha, Nhung đề xe, Nhung quay trở lại. Nhung pha cà phê, mỗi buổi sáng Nhung đều pha cà phê ở nhà cả nhà. Pha cà phê ví dụ như uống gần hết thì mình ghé mua Starbucks, và nếu chưa hết thì uống uống trong tiệm, khi nào hết thì chạy đi mua Starbucks uống cả nhà. Bây giờ Nhung chạy lên đầy xe cả nhà. Mỗi buổi sáng cuộc sống Mỹ ở đây thì mỗi buổi sáng đều giống nhau nha cả nhà, mỗi ngày như mỗi ngày đó. Ở đây thì có xe Nhung với xe chồng Nhung, ông xã Nhung thì xe màu kem, Nhung thì xe màu trắng. Dạ, Nhung ra Nhung để máy xe, quá bữa nay lạnh quá cả nhà ơi, có mười mấy độ à, quá lạnh luôn. Nhung đề xe xong rồi Nhung chạy vô, Nhung pha cà phê xong rồi chuẩn bị mình đi làm, thì ngày nào cũng như ngày đó đó các bạn. Quay cho các bạn coi cho vui cuộc sống Mỹ ở đây mỗi mà buổi sáng là như thế nào. Thì ngày nào tụi Nhung cũng phải sửa soạn cơm nước, bỏ vô giỏ xong rồi chuẩn bị sách đi. Rồi trước khi đi thì phải đề máy xe, tại vì ngoài trời mùa đông á cả nhà thấy tuyết nó đông cái kiến của Nhung không? Đó, nó lạnh mà nó đóng băng vậy đó. Hôm nay bên này lạnh quá cả nhà, có mười mấy độ à. Bây giờ Nhung on chiếc xe lên cho nó mở cái heat lên cho nó nóng, chứ không thôi chịu không nổi đâu, ngồi xuống cái nó lạnh người mà lạnh mông luôn, lạnh cả người luôn. Mở máy xe mông lên cả nhà, mở cái ghế mà để cho nó nóng cái ghế luôn á cả nhà. Đó, cái nút này là cái nút cho cái ghế nóng nè cả nhà. Nhà thấy không? Đó, giờ Nhung mở cho nó nóng. Thì trong lúc chờ đợi ấy, Nhung chạy vô Nhung pha cà phê cái mình đi ra là mình đi làm là vừa cả nhà. Phải đợi cho 5 đến 7 phút. Cả nhà thấy không? Phải đề máy xe. Giờ Nhung pha cà phê. Giờ Nhung chở vô nhà, Nhung pha cà phê, Nhung uống rồi Nhung đi làm. Đó, cuộc sống Mỹ là như vậy đó các bạn. Rồi đi tới tối thui mới về tới nhà các bạn, 8 giờ mấy mới về tới nhà. Mùa hè còn về trễ hơn. Đó. Bây giờ Nhung pha cà phê nha cả nhà. Cả nhà
coi quay coi cho cả nhà coi cho vui ha. Đây là dàn dàn dài cũ của mình đó, là quá trời luôn cả nhà ơi, bây giờ không biết làm sao mang cho hết. Quay cho các bạn coi cho vui. Đó, bây giờ Nhung pha cà phê cái phiên bự ở đây nè cả nhà. Nhung có pha cái phiên lớn được 2 ly nha cả nhà. Xíu đường vô cả nhà. Đây, nhưng mở tí xíu đường. Rồi nhưng bỏ cà phê vô nha cả nhà. Ở đây nhưng uống cà phê Pháp nha cả nhà. Cà phê Pháp các bạn thấy không? Rồi mình bỏ tí sữa nha, chút xíu con lấy mì gói ăn đỡ đi, chiều mày về mày chở nhau lên quay không? Mình nói với con trai mình là buổi sáng hôm nay nó mình không có nấu gì ăn mì gói đỡ với gì, chiều về ăn con trai, các bạn thấy không? Thấy không? Thấy rõ không cả nhà? Này, cà phê bây giờ Nhung bỏ đá vô nha. Rồi. Cả nhà thấy ly cà phê không? Đó, bây giờ Nhung uống đắng, cho tí xíu cà phê đen vô nữa nha cả nhà. Dẫn không? À, mình có ly cà phê huyền thoại. Ly cà phê huyền thoại cả nhà. Đó. Nhà thấy không? À, bây giờ Nhung đợi xe nóng rồi Nhung chạy ra ngoài. Đó. Chạy ra ngoài bắt đầu Nhung đi. Đi thì trên đường đi Nhung quay đoạn cho cả nhà coi cho vui ha. Ok, bây giờ Nhung ra xe nha cả nhà. Michael ơi, khép cửa cho má mì con. Bye, mẹ. Bye con. Đó, mình sáng mình dậy là mình bye cả nhà. Bye con, bye cái. Đây, Michael, có mở cửa cho mẹ không? Này, anh chàng này dễ thương. Hiền lắm cả nhà ơi, ngoan lắm. Bye con, lóc cửa lên. Ăn gì đỡ đi chìm, chở ăn phi điền nữa không? Đó, bây giờ Nhung ra xe nha các bạn. Đó, mỗi buổi sáng là như vậy thôi cả nhà. Đó, đi làm ở Mỹ thì sáng ra thì cứ sửa soạn cơm nước, rồi đề máy xe. Còn mùa hè khỏi đề máy xe. Mùa hè thì nó không có lạnh cả nhà, thì ra lên xe là cứ chạy thôi. Đó, cả nhà thấy không? Đó, trên cái xe của Nhung á, tuyết không cả nhà. Tạt nước cho nó tan chứ. Đó, các bạn thấy không? Ok. Bây giờ mình đi nha cả nhà. Mời cả nhà đón xem nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời gian trở về quá khứ cũ say chảy lòng. Con đường quen thuộc cả nhà hả? Con đường quen thuộc cả nhà. Okay. Giờ mình đi nha các bạn. Và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Bên này lạnh quá các bạn ơi. Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi. Lo cho số phận, lo cho gì mình sẽ thành một kiếm hoa. Sớm nhớ tôi tàn, đời ăn không một lần. Quên biến rồi yêu thương nhau rồi lại xa. Các bạn có thấy nhà bên Mỹ cái nó xây khác với nhà Việt Nam không cả nhà? Ở bên trong thường thường á là gỗ, bên trong nhà thường là gỗ, mà nhà bên này á các bạn biết không, nhà bên này á là Mỹ á, hiếm có nhà gạch lắm các bạn, giống như là 99% là nhà bằng gỗ á các bạn. Chỉ có những cái nhà mà ngày xưa mà nhà bự á các bạn, thì thường thường thì mấy cái building mà người ta cho mướn, giống như apartment, giống như ở chung cư, người ta gọi là chung cư á các bạn, là người ta mới xây bằng gạch thôi cả nhà. Còn thường của nhà mà của nhà dân á, nhà dân á các bạn, là thường là nhà bằng gỗ outside, giống như là nó cái gỗ ở Mỹ nó rất là tốt cho các bạn. Ở Mỹ nó cái gỗ của nó là sao mà nó chịu nắng chịu mưa hay lắm các bạn. Chịu tuyết, chịu đông rồi mấy chục năm, cả trăm năm rồi, nhiều khi nó cũng không bị gì hết, trừ khi mình nó cũ quá thì mình phải tu bổ thôi. Chứ Nhung thấy á, gỗ ở đây nó rất là hay nha cả nhà. Nó không phải mà nó mục giống như ở Việt Nam mình là mối hay là có con này con kia nó mối nó cắn cái gì. Ở đây nó Mỹ nó có cái gỗ đó, nó cất nhà, mình không hiểu sao nó rất là tốt nha các bạn. Mình cứ thắc mắc hoài mà không biết tại sao mà cái gỗ của Mỹ bên này nó cất nhà sao mà Nhung thấy chịu nắng, chịu mưa, chịu bão, chịu bùn hay lắm cả nhà. Đó, những cái building này nè, là cả nhà, là cái building ngày xưa đó, dạng như là người ta cho mướn đó, các bạn, nó màu đỏ bên phải Nhung á, các bạn thấy không? Đó, cái đó là những building cũ thì nó mới là xây bằng gạch. Đó, ở đây là giống như là cái gạch này nữa là các bạn, gạch cũ kỹ lâu năm rồi đó các bạn, nó cũng ngày xưa nó cũng là một cái building để làm cái gì đó, chứ không phải là nhà nha cả nhà. Còn bên này nè cũng là nhà gạch nha các bạn. Đó, bên phải của Nhung á, nó là cái nhà thờ đó, nhà thờ, hoặc là những cái building mà ở ngoài downtown á, là những cái building lớn á, nhà lầu nhà này kia của là nhà nước á, thì nó mới xây bằng gạch. Còn toàn bộ nhà dân á, Nhung thấy 99% á là họ là nhà gỗ hết nha cả nhà. Đó, ở đây có một cái căn nhà của dân mà màu đỏ, các bạn thấy không? Đẹp ghê, Nhung thích dễ sợ. Nhung lâu lâu mới có một căn hai căn thôi cả nhà. Nó không có phải mà nhà tường hết toàn bộ giống như Việt Nam mình nha các bạn. Mà Nhung thích cái cách của Mỹ ở đây cất nhà các bạn ơi. Mình không biết tại sao. Họ thiết kế phòng ốc đồ, hay là nếu mà mình ở cái khu mà nhà mà mới tí xíu á, họ cất cái, họ set up cái nhà rất là đẹp các bạn ơi, nhìn mà thấy là phải thích thôi, không thể nào mà không thích được, không thể nào chơi được. Cái khu của nhà Nhung ở thì khu bình thường thôi cả nhà, còn những cái khu mới sau này á, nhà rất là mắc nha các bạn, 500-600 ngàn một căn. 500-600 ngàn đô là tính tiền Việt thì Nhung không có biết được, tại Nhung dở tính mấy cái đó lắm. Nhưng mà nhà mà ở mà bên Mỹ, bên tiểu bang Nhung á, mà nhà mà ở coi cho được á, là nhà đẹp, mà coi như là đẹp ấy. Nhung thấy có nhiều căn á, có 220, 230, 240, 250 đó lại, mà có cái nhiều căn á, cái số tiền cỡ đó thôi mà nhiều căn nó mới mà nó đẹp, mà cái bên trong nó rất là đẹp cả nhà ơi, mình không thể nào mà mình chê được luôn á. Cũng có nhiều căn 500-600 ngàn mà mình thấy bên trong nhìn thấy nó tối thui, xếp lắp cái phòng ốc đồ nhà cửa, nhưng không có thích. Đôi lúc đâu phải nhà mà 500-600 ngàn mà 400-500 ngàn mà mình thích các bạn ạ. Nhưng có đôi lúc mình có nhìn cái căn nhà 100 mấy, 200 mấy mình vẫn thích như thường, là tại vì người ta xếp lắp ở trong cái bên trong cái căn nhà rất là đẹp. Tại vì Nhung chưa có thời gian để Nhung đi mấy cái khu mà nhà đẹp đẹp á, Nhung quay cho cả nhà coi.
quay mới đây mà cũng nhiều quá, là mười mấy phút rồi. Các bạn ơi, hôm nay là thứ bảy, ngoài trời nó lạnh quá trời luôn, nhưng cũng trông cho tới mùa hè, chở con chở cái cuối tuần đi đây đi đó chơi á, quay cho cả nhà coi. Ở bên này thì Nhung làm YouTube đó, thì Nhung làm chỉ có mình với con gái mình là đồng, cùng con gái mình ủng hộ mình để mà hát mẹ làm cái này cái kia cho YouTube. Còn ông xã Nhung thì mỗi lần kêu ảnh lên quay video cả nhà ảnh ngại lắm, thử ra có nhiều khi kêu ảnh lên ảnh không chịu lên đâu, cho nên cả nhà thông cảm. Ngại lên video lắm các bạn. Mình nói thôi kệ đi, hồi xưa em cũng đâu có vậy đâu, giờ em cũng làm YouTube thì em cũng quen thôi, từ từ lý cờ quen thôi, đâu có sao đâu. Anh nói tôi mắc cỡ quá. Giờ mình quẹo qua đây nha cả nhà, quẹo qua đây đặng mình chuẩn bị ra hai quay. Quay cho các bạn coi cuộc sống Mỹ ở đây mỗi buổi sáng là như thế nào. Thường là Nhung thứ ngày thường á, ngày thường thứ hai thứ ba thứ tư rồi ví dụ vậy á, thì Nhung dỡ cơm dỡ đồ này kia đi ăn, cứ có bao nhiêu đồ là bỏ trong cái giỏ trắng. Hồi nãy á, giỏ trắng huyền thoại của Nhung rất là thích cái giỏ. Xách đồ ăn không bao giờ đổ nha cả nhà, xách nước súp hay là bất cứ cái gì đầy cũng không sợ đổ á. Còn Nhung mới dám xách bịch ni lông cột lại ngồi đổ lên xe đầy thú ầm luôn cái xe luôn đó. Là lúc nào Nhung cũng hành trang của Nhung đi làm là lúc nào cũng có cái giỏ như vậy đó các bạn. Nhung sẽ quay đoạn đường cho các bạn coi đỡ buồn ha. Cái chữ đỏ đỏ trước á các bạn, cái chữ đó đỏ mà đề chữ CVS Pharmacy các bạn, là cái đó là nhà chuyên bán thuốc tây nha các bạn. Các bạn thấy buổi sáng không? Buổi sáng thứ bảy á, xe cũng hơi vắng hơn bình thường chút nha cả nhà. Nhưng mà ở Mỹ này các bạn thấy chạy xe thấy sướng không? Không có bận bịu, không có kẹt xe, không có phải chen lấn hay này nọ. Sorry cả nhà, trời lạnh quá nhảy mũi. Còn ở Việt Nam mình thì xe Honda nhiều quá ha cả nhà. Cái năm vừa rồi mình về Việt Nam một lần, mình về với cái tâm trạng rất là buồn khủng khiếp lắm, mà phải về tại vì ba của Nhung á, thì Nhung mới về gấp. Thì lúc đó Nhung về gấp với cái mang cái tâm trạng là không có não, không có đầu óc để mà suy nghĩ tới cái việc đi tới lui hay đi chơi hay đi đây đi đó, chỉ có ở nhà rồi giữ con rồi trông cho ba ở trong bệnh viện về để gặp ba. Mà khi mà ba Nhung ở trong bệnh viện trở về á, thì lại là mới có ngày trước ngày sau là ba Nhung mất cả nhà. Cho nên á, đi về á, là được nhìn thấy mặt ba khi trước khi ba chết thôi. Rồi Nhung cũng mãn nguyện. Rồi Nhung về Mỹ trở lại chứ như thật sự Nhung không có được enjoy, không có relax được cái gì á. Nhiều khi cũng đi tới về tới bển rồi mà không được đi đâu á, cũng hơi bị buồn cả nhà. Tại không được đi ăn, đi uống, đi vòng vòng chơi đồ đó. Nó hơi buồn. Mà sau này Nhung về Nhung thấy cuộc sống Việt Nam mình nó phát triển ghê nha cả nhà. Mình cũng mừng cho cái nước của mình có phát triển, cuộc sống tốt, rồi mọi người sống tốt, kinh tế lên, vậy là mình cũng cảm thấy vui. Tại vì sau này Nhung về tự nhiên Nhung thấy cuộc sống ở Việt Nam mọi thứ đều khác biệt với lại ngày xưa á. Nhung cũng mừng cho đất nước mình phát triển á các bạn. Đường chạy
với Nhung tới đây xin tạm dừng nha cả nhà. Tại vì Nhung quay nãy giờ cũng hơi dài á. Ok, bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn bye bye cả nhà gặp lại sau nha. Quay cho cả nhà coi cho vui thôi. Các bạn nhớ mở và đón xem nha các bạn. Chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày tốt đẹp nha cả nhà. Bye bye.